Phẩm thứ bảy là phần cơ duyên. Tổ từ được pháp ở Quỳnh Mai về đến Triều Châu thôn Tào Hầu, mọi người đều không biết. Cái đoạn này có bản khác dịch nói rằng khi tổ đi đến thôn Tào Hầu ở lại hơn 9 tháng, nhưng tổ tự nói không quá 30 ngày liền đến Quỳnh Mai. Đây là tâm cầu đạo chí thiết, đâu có dừng ở như vậy cho thời gian đi là không phải. Thì nói rằng tổ trong khi đi tới Quỳnh Mai ở lại chỗ thôn Tào Hầu 9 tháng thì cái điều đó nó không có lẽ thật. Nên ở đây nói rằng mọi người đều không biết. Có một nho sĩ là Lưu Chí Lược kính trọng ngài lắm. Chí Lược có người cô làm ni tên Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Tổ nghe qua liền biết được diệu nghĩa, mới vì cô ni giải nói. Ni mới cầm quyển kinh hỏi chữ. Tổ bảo chữ thì không biết, nghĩa tức mời hỏi. Cô ni nói chữ còn không biết, làm sao có thể hiểu nghĩa. Tổ bảo diệu lý của chư Phật chẳng có quan hệ đến văn tự. Thì qua một câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy rõ ràng tổ không có biết chữ, phải không? Nghĩa là chữ thì ngài không biết, nhưng mà cái diệu lý của Phật thì ngài nắm vững. Bởi vậy cho nên ngài nói rằng diệu lý của chư Phật không có quan hệ đến văn tự. Tại sao vậy? Bởi vì cái văn tự chữ nghĩa nó phát từ cái ngôn từ, mà ngôn từ thì nó phát ra từ cái vọng tưởng, cái khởi nghĩ suy. Mà cái khởi nghĩ suy là nghĩ suy theo đối đãi hai bên, cho nên cái nghĩ suy nó đã là hai bên thì cái ngôn ngữ cũng hai bên. Ngôn ngữ hai bên thì văn tự nó cũng là đối đãi của hai bên, cho nên nó không phải là cái diệu lý của chư Phật. Diệu lý nó thoát ngoài hai bên đối đãi. Bởi vậy cho nên ngài nói rằng diệu lý của chư Phật không có quan hệ đến văn tự. Cô ni kinh lạ mới bảo khắp hàng kỳ đức, tức là những người lớn tuổi có đức trong thôn, rằng đây là hàng tu sĩ có đạo nên thỉnh cúng dường. Như vậy thì cô ni này cũng là thông minh đó, phải không? Nghe một câu nói liền hiểu được con người thế nào. Chứ còn nếu theo mình bây giờ nghe nói không biết chữ cái là mình sao? Mình coi ra không ra gì rồi, thì huống nữa là biết kính trọng. Như vậy cho nên thấy người xưa tuy là có những cái ở thôn quê không hiểu đạo sâu, mà nghe câu nói cũng có thể tin được cái người đó là cái hạng người đáng quý đáng kính. Khi ấy có cháu bốn đời của Ngụy Võ Hầu tên là Tào Thúc Lương, và dân cư trong làng đua nhau đến chiêm lễ tổ. Khi ấy chùa cổ Bảo Lâm từ cuối đời Tùy bị binh lửa làm tàn phế, mới y nơi nền cũ dựng lại ngôi chùa, mời tổ trụ trì ở đó. Không bao lâu thành một ngôi chùa rất trang nghiêm. Tổ ở đó hơn 9 tháng lại bị bọn ác đuổi theo. Tổ bèn trốn đến trước núi,
bị họ phóng hỏa đốt cỏ cây, tổ ẩn thân vào trong kẹt đá được khỏi. Tên đá ngày nay, trên đá ngày nay dấu tổ ngồi kiết già và vết nếp y của tổ vẫn còn, nhân đó gọi là hòn đá tị nạn. Như vậy thì cái chuyện này có vẻ quyền bí, phải không? Ngài ngồi mà lúng tới đá nó lúng xuống, rồi cái y của ngài nó cũng thành vết ở trên đá, thì cái đó nghe nó cũng hơi lạ. Nhưng mà đã là lạ thì thôi để đó, mình khỏi bàn. Tổ nhớ ngũ tổ dạy, đến hoài và hội dừng ẩn, ngài mới ẩn ở hai ấp này, hai ấp ấy. Bởi vì khi ra đi, ngài có hỏi ngũ tổ, vậy chứ sao con nên ở đâu? Thì ngài ngũ tổ dạy, gặp cái hoài thì ở. Vì vậy cho nên ở cái ấp hoài với cái ấp hội này, ngài ẩn ở trong cái vùng đó để lánh nạn những người ganh tị họ đuổi theo tìm kiếm ngài. Đó là một cái đoạn nói về giai đoạn đầu trong khi đang còn ẩn tu và tránh những cái tai nạn, tổ vẫn gặp những cái người hỏi đạo thì ngài cũng đã chỉ cho họ và tăng trưởng lòng tin cho họ rồi. Bây giờ tới cái cách